Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Tài chính và Kinh doanh bản tin ngày 29 tháng 8. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin nổi bật về thị trường tài chính trong nước và thế giới ngày sau đây. Tìm hiểu thêm thông tin tại website afa.edu.vn Dow Jones lao dốc hơn 1.000 điểm sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị thường niên Jackson Hole. Cụ thể, chứng khoán Mỹ diễn biến tiêu cực sau bài phát biểu ngắn bất thường tại Hội nghị thường niên Jackson Hole mang nặng quan điểm diều hâu của Chủ tịch Fed. Bài phát biểu xoay quanh hai thông điệp chính: sẽ tiếp tục nâng lãi suất dựa trên số liệu kinh tế tháng 9, có khả năng sẽ tăng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm vào tháng 9. Ông Powell khẳng định, Fed sẽ quyết liệt sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ để tấn công lạm phát hiện tiệm cận đỉnh hơn 40 năm. Dù đã bốn lần tăng lãi suất liên tiếp với tổng mức tăng 2,25 phần Ông Powell nhận định, lộ trình tăng lãi suất không có lý do để dừng lại, dù mức lãi suất hiện tại được đánh giá đang ở quanh ngưỡng trung lập, mức lãi suất không mang tính hỗ trợ, đồng thời không kéo giảm tăng trưởng kinh tế. Trước bài phát biểu, nền kinh tế Mỹ vừa có hai quý sụt giảm tổng sản phẩm quốc nội GDP liên tiếp, một quan niệm phổ thông về suy thoái. Tuy nhiên, ông Powell cũng như phần lớn chuyên gia kinh tế tiếp tục duy trì quan điểm lạc quan về tình hình hiện tại của nền kinh tế số 1 thế giới. Sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed, mọi nhà đầu tư giờ đây đang nín thở chờ kết quả CPI tháng 9 sẽ được công bố vào ngày 13 tháng 9, vì khi đó sẽ thấy rõ ràng hơn về động thái của Fed. Theo lãnh đạo của Ngân hàng Nhà nước, dung tín dụng sẽ được thông báo vào đầu tuần này. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% trên năm diễn ra vào sáng ngày 26 tháng 8, Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã chia sẻ thông tin mới nhất về lộ trình bổ sung hạn mức tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng. Theo đó, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, chậm nhất là đầu tuần này sẽ thông báo về hạn mức tăng trưởng tín dụng điều chỉnh trong khoảng còn lại của mục tiêu 14% để thuận tiện cho việc triển khai thực hiện gói hỗ trợ lãi suất 2%, cũng như đáp ứng nhu cầu vốn để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và phục hồi sản xuất, kinh doanh. Thông tin trên được thống đốc đưa ra trong bối cảnh kết quả thực hiện giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 2% còn rất khiêm tốn sau 3 tháng triển khai. Theo số liệu tổng hợp của Ngân hàng Nhà nước, qua 3 tháng triển khai, doanh số cho vay được hỗ trợ lãi suất mới đạt gần 4.407 tỷ đồng đối với gần 550 khách hàng. Dư nợ được hỗ trợ lãi suất đạt khoảng 4.300 tỷ đồng. Dự kiến số tiền hỗ trợ lãi suất cho khách hàng đến cuối tháng 8 năm nay khoảng 13,5 tỷ. Đại diện Ngân hàng Nhà nước từng nhiều lần cho biết sẽ không thay đổi mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14% trong năm nay và việc cấp zoom tín dụng sẽ dựa trên chất lượng tài sản, quy mô hoạt động của từng ngân hàng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bức tranh tổng thể về kinh tế trong nước 8 tháng đầu năm nay. Theo báo cáo Kinh tế tháng 8 và 8 tháng đầu năm nay do Tổng cục Thống kê công bố ngày 29 tháng 8, chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tăng 0,005% so với tháng trước, tăng 3,6% so với tháng 12 năm 2021 và tăng 2,89% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 8 tháng năm nay, CPI tăng 2,58% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản tăng 1,64%, thấp hơn CPI bình quân chung, tăng 2,58%. Điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng chủ yếu do giá lương thực và giá xăng dầu. Về tình hình đăng ký doanh nghiệp, trong tháng 8, cả nước có 11.900 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 4,5% so với tháng trước. Tính chung 8 tháng năm nay, cả nước có 149.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 104.300 doanh nghiệp, tăng 22%. Doanh thu bán lẻ hàng hóa 8 tháng năm nay ước tính đạt 2.925.000 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Chủ yếu do doanh thu cùng kỳ năm trước đạt thấp do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 8 tháng ước tính đạt 33,38 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,1% so với tháng trước. Tính chung 8 tháng năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 497,64 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu tăng 17,3%, nhập khẩu tăng 13,6%. Cán cân thương mại hàng hóa 8 tháng năm nay ước tính xuất siêu 3,96 tỷ đô la Mỹ. Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc chốt ngày 12 tháng 9 để thực hiện giao dịch lô lẻ. Theo chia sẻ trên VTV của ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước cho biết, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc chốt thời hạn ngày 12 tháng 9 để thực hiện giao dịch lô lẻ. Ông Sơn cho rằng đây sẽ là thời điểm chốt cuối cùng sau nhiều lần lùi thời hạn. Trước đó, HOSE dự kiến áp dụng thay đổi giao dịch lô lẻ trong tháng 7. Tuy nhiên, trong quá trình thử nghiệm có xuất hiện một vài lỗi, do đó chưa thể thực hiện được. Trong tháng 7 và tháng 8, HOSE và các công ty chứng khoán đã liên tục thử nghiệm với mục tiêu đảm bảo sự ổn định nhất để tránh rủi ro khi chính thức áp dụng giao dịch. Do tình trạng nghẽn lệnh diễn ra vào cuối năm 2020, từ ngày 4 tháng 1 năm 2021, sàn HOSE đã nâng số lô giao dịch tối thiểu từ 10 cổ phiếu lên 100 cổ phiếu. Đây là một giải pháp tạm thời để giải quyết sự cố, giảm thiểu tình trạng nghẽn lệnh và hạn chế thiệt hại cho đa số nhà đầu tư, có lợi cho tổng thể thị trường. Tuy nhiên, sau khi sự cố nghẽn lệnh được khắc phục, nhưng việc giao dịch lô lẻ dưới 100 cổ phiếu như trước đây vẫn chưa thể thực hiện. Việc cho phép giao dịch lô lẻ trở lại sẽ giúp nhà đầu tư giải quyết được một số bất tiện trong giao dịch như bán cổ phiếu lẻ nhận từ các đợt chia cổ tức cổ phiếu và phát hành thêm. Petrosetco báo lãi 35 tỷ đồng trong tháng 7. Dịch vụ tổng hợp dầu khí Petroseco vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 7 với doanh thu 1.263 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn, biên lợi nhuận gộp của công ty cải thiện từ 5,3% lên 6,4%. Kết quả, Petroseco thu về 35 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 35,7% so với tháng 7 năm 2021. Tương đương biên lợi nhuận trước thuế đạt 2,8%. Mức lãi trong tháng tăng là do doanh nghiệp đã cắt giảm chi phí vận hành. Lũy kế 7 tháng, doanh thu của công ty đạt 9.557 tỷ đồng, tăng 8% so với 7 tháng đầu năm 2021. Động lực chủ yếu giúp doanh thu tăng là nhờ sự phát triển của hoạt động phân phối các thiết bị điện tử. Biên lợi nhuận gộp của đơn vị sau 7 tháng tăng từ 5,1% lên 6,3%. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế của Petrosetco lại giảm 4,1%, còn 177 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu cho sự giảm này là do công ty trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh. Tại thời điểm ngày 30 tháng 6, Petrosetco có khoản chứng khoán kinh doanh 582 tỷ đồng, dự phòng 172 tỷ đồng. Đánh giá về triển vọng nửa cuối năm, lãnh đạo Petrosetco cho rằng Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng và sôi động hơn trong giai đoạn cao điểm vào quý 3 và quý 4 năm nay nhờ nhu cầu laptop và điện thoại di động kỳ vọng tăng mạnh cuối năm và sự kiện iPhone 14 sẽ ra mắt vào tháng 9. Hãng hàng không Bamboo Airways vừa ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với tập đoàn Novaland tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo thỏa thuận, Bamboo Airways và Novaland sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh và khai thác tiềm năng phát triển của hai bên. Việc hợp tác này sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ liên kết trong lĩnh vực hàng không, du lịch và đầu tư. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ hợp tác trong nghiên cứu để phát triển các sản phẩm, dịch vụ tích hợp trọn gói cho cả nhóm khách hàng doanh nghiệp và nhóm khách hàng cá nhân. Sun Group được chấp thuận đầu tư hai dự án 9.000 tỷ đồng ở Hòa Bình. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình mới có văn bản chấp thuận, Công ty trách nhiệm hữu hạn Mặt Trời Hòa Bình, thành viên của Sun Group làm chủ đầu tư thực hiện hai dự án bất động sản có tổng diện tích 274,2 ha, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 9.000 tỷ đồng. Cụ thể dự án đầu tiên là quần thể khu đô thị sinh thái vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo cuối hạ tại xã Kim Bôi và xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, quy mô 189 ha, tổng vốn đầu tư 6.656,3 tỷ đồng. Dự án bao gồm khoảng 1.200 căn nhà ở biệt thự, có diện tích từ 350 đến 750 m2, cao 3 đến 4 tầng, mật độ xây dựng 25 đến 30% và khoảng 700 căn nhà ở liền kề kết hợp thương mại, có diện tích từ 90 đến 120 m2, cao 4 đến 5 tầng, mật độ xây dựng tối đa 60%, dân số dự kiến khoảng 10.900 người. Dự án thứ hai là khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Hồ Khả tại xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn quy mô 85,22 ha, tổng mức đầu tư 2.627,8 tỷ đồng. Trong đó, nhóm đất ở là 42,79 ha, đất công trình công cộng, thương mại, dịch vụ là 6,21 ha, đất giáo dục là 0,88 ha, đất di tích, tôn giáo là 0,68 ha, đất cây xanh, mặt nước là 28,76 ha, đất đồng mối hạ tầng kỹ thuật là 1,46 ha, đất cây xanh cảnh quan tự nhiên là 9,82 ha đất giao thông là 9,32 ha. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục về thông tin cập nhật hiệu suất các lớp tài sản và hiệu suất các danh mục đầu tư. Trong tuần qua, hiệu suất lớp tài sản tiền gửi, trái phiếu vẫn giữ được mức tăng ổn định so với tuần trước, với mức tăng điểm trên cả hai sàn HOSE và HNX, gần như toàn bộ nhóm ngành đều tăng trưởng. Vì vậy, lớp tài sản cổ phiếu trong tuần qua tăng trưởng mạnh với mức 3%, trái ngược với tuần trước. Hiệu suất lớp tài sản vàng đã có tuần giao dịch liên tục biến động, tuy nhiên biên độ giao động hẹp, trong ngắn hạn việc đồng đô la Mỹ lên giá khi lãi suất tăng dự báo gây sức ép lên giá vàng về tiền gửi tiết kiệm tuần qua lãi suất huy động 12 tháng của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước ngân hàng thương mại lớn và lãi suất tích lũy topi vẫn giữ nguyên ở mức tăng trưởng lần lượt là 5,6%, 5,92% và 8,4% trong khi đó lãi suất ngân hàng thương mại khác tăng 0,01% trong tuần do nhiều ngân hàng tiếp tục tăng lãi suất huy động cụ thể tăng 38 điểm cơ bản so với cùng kỳ và 31 điểm cơ bản so với cuối năm 2021. Về thị trường vàng, giá vàng trong nước và thế giới đào chiều giảm sau phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị thường niên các thống đốc ngân hàng trung ương ở Jackson Hole cho thấy, lãi suất tiếp tục tăng khi Fed nỗ lực kiểm soát lạm phát. Cụ thể, trên thị trường thế giới, giá vàng cuối tuần có 1.739,6 đô la Mỹ, giảm gần 10 đô la Mỹ, tương đương với mức giảm 0,58%. Giá vàng SJC ghi nhận nhiều phiên giảm trong tuần. Kết tuần giao dịch ở mức 66,1 triệu đồng trên lượng, giảm 0,23% so với cuối tuần trước. Trái ngược với sự sụt giảm của giá vàng thế giới và trong nước, giá vàng nhẫn không có sự biến động nhiều trong tuần khi được giao dịch quanh mức 5 triệu 255 triệu đồng trên một lượng. Về hiệu suất các danh mục đầu tư, trong tuần qua các danh mục an toàn, thận trọng, thận trọng vừa phải tăng nhẹ trong tuần. Các danh mục cân bằng, tăng trưởng, tăng trưởng mạnh có sự tăng trưởng tốt đến từ sự phục hồi của chỉ số VN Index với mức tăng 1,6%. Về thị trường chứng khoán, kết thúc tuần giao dịch, VN Index tăng 13,39 điểm lên 1.282,57 điểm, HN Index tăng 1,56 điểm lên 297,94 điểm. Giá trị giao dịch trên sàn HOSE giảm 3,6% so với tuần trước xuống 75.507 tỷ đồng, tương ứng với khối giao dịch giảm 3,2% xuống 2.920 triệu cổ phiếu. Giá trị giao dịch trên HN Index tăng 18,7% so với tuần trước, lên 9.602 tỷ đồng, tương ứng với khối giao dịch tăng 8,5%, lên 456 triệu cổ phiếu. Khối ngoại quay trở lại bán dòng trên hai sàn trong tuần qua, với giá trị dòng đạt 452,38 tỷ đồng. Về thị trường trái phiếu, các chứng chỉ quỹ trái phiếu giữ mức tăng trưởng ổn định với VFF tăng 0,1% lên 20.106,45 Việt Nam đồng. DCBF không thay đổi so với tuần trước giữ nguyên ở mức 23.367,38 Việt Nam đồng. BVPF tăng 0,2% so với tuần trước, giữ nguyên ở mức 12.024,48 Việt Nam đồng. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại cho các bản tin tiếp theo.